Xin chào các bạn, tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng.com. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn, tôi chuyển cây ngũ sắc hoa tím này sang một cái chậu cài lan can. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Rất mong các bạn ủng hộ chúng tôi bằng cách các bạn đăng ký kênh và các bạn nhấn chuông để mỗi một lần clip chúng tôi đăng lên được đồng hành cùng các bạn. Bây giờ tôi cho tạo một lượng đất nhỏ nhỏ xuống dưới. Cái chậu cài lan can thì thường thường người ta có một cái miếng màng nhựa để ngăn. Bên dưới là nó đựng được lượng nước nên đến cái tầm cái màng nhựa đó. Nếu mà mưa xuống thì đến nước sẽ đến tầm cái màng nhựa đấy rồi sẽ tràn ra ngoài qua cái khe mé trong của cái chậu. Bây giờ tôi sẽ ước chừng cái chậu này độ lông sâu của cái bồng cây để mà tôi cho đất vào. Cái chậu cài lan can này tôi sẽ chuyển hai cái gáo cây gọi là hoa ngũ sắc, nhưng mà cây này nó giống hoa ngũ sắc nhưng nó là chỉ có một màu tím thôi. Còn cây hoa ngũ sắc thì thường thường nó có cả 5 màu. Bây giờ tôi sẽ đặt cây xuống. Các bạn thấy không? Đã úp cây xuống để tránh cái tình trạng là cây bị vỡ bồng. Cây hoa ngũ sắc này thì sức chịu hạn của nó rất là kém. Cái nguồn dinh dưỡng thì có thể eo hẹp một chút nó cũng vẫn sống được. Tức là nó có thể là chịu khem khổ tốt hơn. Thí dụ như cây dừa cạn kia thì nó phàm ăn hơn. Đâm ra là nó cần dinh dưỡng tốt hơn, nhiều hơn cây này một chút. Còn cây này, cây hoa ngũ sắc này cũng rất cần cái gọi là nước. Nên các bạn lưu ý là chúng ta trồng thì chúng ta tưới dưới nước ít nhất một ngày một lần. Các bạn, chúng trước khi cho cây vào tôi cũng đã ước chừng cái chiều của cây làm sao cho nó phù hợp để tôi đặt cây vào trong bồn. Bây giờ chúng ta chỉ việc cho đất xung quanh là chúng ta đã được một cái chậu mà chúng ta chuyển từ cái chậu treo sang cái chậu cài lan can. Cái cơ bản là tôi vẫn lưu ý các bạn là cây hoa ngũ sắc là nó rất cần nước các bạn. Nên là đất như vừa rồi tôi lấy ra đấy, bồng đất rất là ẩm, liên tục nó phải ẩm. Vì nó là dạng cái cây thân lửa gỗ, nó không phải hoàn toàn là thân gỗ nhưng mà nó cũng có gỗ. Rất ưa nước, tuy rằng là có thể hơi thiếu dinh dưỡng một chút thì nó vẫn sống được. Vì cái cây này nó chịu khem khổ tốt hơn. Các bạn vừa trồng thì vừa xoay, một là các bạn đi vòng tròn quanh cái chậu, hai là các bạn xoay cái chậu đủ một vòng tròn thì các bạn sẽ nhìn thấy các cái điểm khuyết của cây. Vì chậu cài lan can này chúng ta sẽ nhìn từ dưới lên và nhìn từ trong nhà ra, nên chúng ta cần các chiều của nó đều phải cân đối. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh YouTube Cây Cảnh Chợ Hàng bằng cách các bạn đã nhấn chuông ủng hộ chúng tôi hay là các bạn nhấn đăng ký kênh. Thế nên là tôi xin rất cảm ơn các bạn trong quá trình mà chúng tôi đăng clip lên. Bây giờ tôi xin tưới cái cây này. Chúng ta trồng xong cây thông thường là chúng ta tưới cây một chút. Các bạn cũng không cứ là phải có cái doa như này đâu. Các bạn tưới bằng ca, bằng cốc cũng được. Nhưng mà múc nước tưới là được thôi. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng clip Cây Cảnh Chợ Hàng.com của chúng tôi. Rất mong là được gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng Cây Cảnh Chợ Hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.